Thưa quý vị, Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đã xác định rõ, đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng đã và đang tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là mô hình tổ nuôi đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình, vừa đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng 2022. Chiếc tủ nuôi này như một phòng nuôi quy mô nhỏ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ thoáng khí được chế ra từ một chiếc tủ mát bình thường. Thông thường một chiếc tủ có thể nuôi trồng được 50 cho đến 70 phôi. Hiện sản phẩm này đã và đang được bán ra thị trường. Chúng tôi tạo ra tủ nuôi này có những cái ưu việt như là giảm chi phí đầu vào, giảm rủi ro, nhưng mà tỷ lệ thành công rất là cao. Đồng thời khách hàng có thể sử dụng cái sản phẩm này và đồng thời có thể kinh doanh bán cái sản phẩm này cho những cái khách hàng của mình ở nơi địa phương luôn. Không chỉ tủ nuôi đông trùng hạ thảo mà các mô hình sản phẩm đạt giải tại cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2022 đều đã được đưa ra thị trường. Có nghĩa là tính khả thi, thương mại hóa ý tưởng khởi nghiệp được đặt lên hàng đầu. Các cuộc thi khởi nghiệp vì thế mà ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu. Đối với những ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, nhất là của các bạn trẻ, sinh viên không đủ tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm để hiện thực hóa ý tưởng sẽ được các vườn ươm, quỹ đầu tư, mạng lưới chuyên gia khởi nghiệp của thành phố đồng hành ươm tạo, hỗ trợ kỹ thuật, gọi vốn, sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Tính đến nay, Đà Nẵng đã ban hành được 19 chính sách liên quan hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố Đà Nẵng thì có những chính sách về hỗ trợ vốn, rồi có những cái chính sách về tạo những cái điều kiện tốt nhất để cho ươm mầm tư nhân cũng như là các cái tổ chức ươm mầm công tư kết hợp và những cái đầu tư của nhà nước, tạo hết sức điều kiện cho cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những cái điều kiện tốt nhất để hoạt động. Và sắp đến thì theo cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì thành lập được cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, thì với những cái chính sách đó thì nó sẽ tạo những cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết hiện tại Đà Nẵng đã hình thành mạng lưới 6 vườn ươm, 4 quỹ đầu tư, 2 không gian sáng tạo, 10 không gian làm việc chung, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp, 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho 17 dự án, chương trình ươm tạo với kinh phí là 2,7 tỷ đồng. Một số startup của Đà Nẵng đã giành được các giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước, gọi vốn thành công hàng triệu đô la Mỹ. Đánh giá về cái hoạt động khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng, tôi có thể khẳng định rằng đây là một mảnh đất tiềm năng. Đây là nơi có thể thu hút được các ý tưởng khởi nghiệp. Và tôi lại được biết là Ủy ban Nhân dân này, tỉnh ủy này, Hội đồng Nhân dân, tức là các cơ quan lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng hết sức quan tâm, hết sức tạo điều kiện và có những chính sách, có kế hoạch để phát triển của hệ sinh thái của Đà Nẵng. Do vậy đây sẽ chính là một cái nơi mà tiềm năng thu hút và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. Tôi mong là cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển. Nhận diện được tiềm năng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, nên hiện tại Đà Nẵng đã và đang thu hút được sự tham gia của nhiều tổ chức, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh các vườn ươm tư nhân, vườn ươm theo mô hình hợp tác công tư thành phố đã hình thành các vườn ươm của nhà nước, thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Và đặc biệt, cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã được chính phủ chọn để thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Đây là đòn bẩy, cơ sở quan trọng để Đà Nẵng đi nhanh hơn, vững chắc hơn trên hành trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.